Rồi, chờ xíu qua liền. Vô. Kêu mày qua nhậu mà em vui vẻ, mặt mày vui đưa đám mày. Giờ nói ra tụi bay có giải quyết được gì đâu. Trời ơi, mày phải nói ra chuyện gì anh em tụi tao mới biết mà giải quyết. Nhìn mặt này chắc mới chia tay người yêu đúng không? Mấy ngày rồi nó cắt đứt liên lạc với tao luôn. Mà sao chia tay? Nó không hợp. Ví dụ chia tay thì mình phải nói chuyện rõ ràng, gặp mặt giải quyết rõ ràng, chứ không phải là chuyện bây giờ nó không gọi, nó không bắt máy là mày chờ nó hả? Mày chờ nó sao? Mà nè, mày làm nhưng mày không biết chỗ nó đang làm gì á. Tụi bay đi với tao nha. Chuyện nhỏ. Sao em giờ em khóa máy? Anh muốn nói chuyện rõ ràng với em. Em với anh chia tay rồi, không có gì để nói hết. Không, tôi nói cô đi ra ngoài. Đi. Anh buông ra, anh làm cái gì vậy hả? Nè chú em, có gì bình tĩnh để Yến đi làm gì đi rồi nói chuyện. Đây không phải là chuyện của mày. Ê, chú ăn nói chuyện cho đàng hoàng nha. Chỗ tôi làm ăn buôn bán ở đây đó lối âm tùm là sao? À, thì ra là mày cặp cái thằng chủ quán này. Nè, ăn nói cho cẩn thận nha. Tôi đề nghị chú em ra khỏi quán tôi. Đi. Đàng hoàng cẩn thận hả? Mày có tin là tao đập nát cái quán của mày không? Mày muốn cái gì cũng quậy quán tao hả? Trời ơi, đi ra. Đi. Buông ra. Tôi năn nỉ anh á, anh cho tôi đi về đi. Tôi còn công chuyện nữa mà. Nha, anh Nam. Tại sao vậy hả? Tại sao cô chia tay tôi? Tôi làm gì sai hả? Thật ra từ lâu tôi đã không chịu được cái tính này của anh rồi, nên là tôi mới muốn chia tay anh đó. Cô đừng có láo. Vì cô mà tôi mới ra nông nổi vậy nè. Chị cho anh xin lỗi nha, nãy giờ anh hơi nóng. Giờ anh làm lại tôi. Thôi đi, anh đừng có như vậy nữa. Tôi nói hết lời rồi mà em vẫn vậy hả? À, hay là em cặp với thằng chủ quán, thằng đó giàu hơn tôi, em chê tôi nghèo chứ gì? Tại vì cái tính của anh như vậy nên là tôi mới muốn bỏ anh đó. Đứng lại. Cô có tin tôi giết cô, giết luôn cái thằng đó không? Anh dám? Cô dám đánh tôi hả? Đúng là không biết nên cười hay là nên căng thẳng hay nên như thế nào quý vị. Bởi vì sao ta, nó có một cái sự đáng yêu đó của những người trong cuộc, là khi mà chúng ta, mà mình tin là khi mà khán giả ngồi trước màn hình ngày hôm nay, chúng ta là người trưởng thành thì chắc chắn ai cũng đã từng vướng vào lưới tình rồi. Dạ. Mà đúng thật cái lưới tình thì nó lùng nhùng lắm, cho nên là người ta làm những chuyện rất là điên rồ. Nhưng cái điên rồ trong tình yêu mà ở cái mức độ chấp nhận được thì nó rất là đáng yêu, nó rất là dễ thương, nó rất là trong trẻo. Nhưng mà bây giờ đến cái mức độ này thì thực ra không có cười được nữa, hết trong rồi. Thì đó, thật ra là nó chỉ xuất phát từ cái việc ghen. Và cái việc ghen người ta vẫn nói nó là một cái hương vị của tình yêu, đúng không nào? Ở đây cái anh thanh niên á, anh ghen. Và thật ra anh nói cái việc anh làm chúng ta không cổ vũ,
chúng ta biết là anh làm sai, đó là việc bắt cóc cô người yêu, nhưng không phải bắt cóc để giết, để hãm hại, nhưng mà chỉ là do muốn sở hữu thôi, nhưng vô tình nó lại là điều nó vướng đến luật pháp. Nhưng chúng ta có thể hiểu được cái hành động này từ một cái vấn đề rất là quan trọng, một cái cơ chế tâm lý rất quan trọng. Nó không phải là ghen mà là sở hữu. Dạ. Thật ra là chúng ta rất là muốn chiếm hữu cái người mà đang mang đến cho mình cái sự rung động mạnh mẽ trong quan hệ tình cảm. Từ đó nó dẫn đến những cái kiểu ghen mà ở đó là nó hủy hoại cả cuộc đời của những người có liên quan, chứ không phải chỉ cái người mà bị ghen đâu. Và cái thứ hai đó là nó cản trở cái hoạt động sống của người ta. Trong những cái câu chuyện mà họ đã thành gia lập thất với nhau rồi thì sẽ là có những cô vợ là không được đi làm nữa, không được kết giao bạn bè. Có những anh chồng mà đi làm xong là về nhà và bất cứ một cuộc gọi nào gọi đến thì cũng có thể làm tan nhà nát cửa. Thì nó đến từ cái gì? Là họ muốn sở hữu. Nhưng thật sự á, cái việc sở hữu đó nó chỉ có thể được phát triển dựa trên một cái điều kiện là gì? Là về căn bản á, một, bạn yêu không đúng cách, và hai, bạn không có niềm tin dành cho đối phương. Chúng ta biết chia tay nó không dễ dàng. Đúng rồi. Và thật ra trong cái cuộc chia tay thì ai cũng sẽ đau khổ. Vậy thì chia tay làm sao để không dẫn tới hệ lụy? Nhìn cái nết của đứa còn lại mà chia tay. Thiệt mà, bởi vì anh biết không? Cái này là thuần túy là chúng ta sẽ thấy về mặt tâm lý, mỗi người sẽ có một cái loại khí chất khác nhau. Mà khí chất nó là rung động của thần kinh. Điều này có nghĩa là gì? Là để mình dùng cái từ tém cái nết, đúng không? Cái công cuộc tém này nó rất khó nha anh. Vì nó là cái câu chuyện thuộc về sinh lý. Cùng một câu chuyện nhưng tại sao có người sẽ ngay lập tức lớn tiếng về câu chuyện đó, thậm chí là có luôn cái hành động hành hung người khác. Nhưng có nhiều người sẽ ôm một nỗi hận đem về nhà 10 năm sau mới đi trả thù. Có nhiều người thì tự nhiên với cái chuyện đó, thay vì đi giận người khác lại trách móc bản thân mình, và họ chọn những cái kết cục là tự làm hại bản thân. Thì nó có rất nhiều yếu tố để tạo ra cái kết quả đó, nhưng một trong những cái điều đầu tiên mà chúng ta có thể thấy đó là do cái khí chất của từng người. Anh này với cái kiểu là gì? Không hài lòng thì lớn tiếng, nhậu nhẹt, kéo 500 anh em tới quán người ta. Và cô đó cổ sử dụng một câu mà vì cái câu đó mà em mới hờn cổ nè. Chính xác. Tại cái nết này của anh mà em mới chia tay. Tại cái cách này của anh nè em mới chia tay, chứ không phải là tại vì em yêu cái anh kia. Điều đó có nghĩa là bạn biết đúng không? Bạn biết cái tính khí của cái người này như vậy đúng không? Thì bạn đừng có cắt liên lạc đột ngột. Bạn tạo cho người ta một cái sự kích động quá lớn. Ủa tự nhiên mới chuyện qua còn nhắn tin gọi điện vui vẻ, sáng hôm nay bị chặn. Hờn chứ, bị sốc chứ. Và cái thứ hai là gì? Là bạn biết người ta nóng tính thì bây giờ sau chia tay thì bạn phải gọi là phải bọc lót. Phải tạo ra những cái tình huống để mình được an toàn. Cái con đường cũ dùm ơn đừng có đi nữa, thậm chí đổi luôn chỗ làm. Ở nhà trọ thì chuyển luôn nhà trọ, đi ra đường đừng có đi một mình. Thực tế thì chúng ta không quá khó để kiểm chứng rằng là đã có những cuộc tình sau chia tay để lại hậu quả vô cùng đáng tiếc. Vì cái việc mà người còn lại tấn công cái người bên kia. Vì tôi không có chấp nhận cái quyết định chia tay của bạn. Và như vậy thì với câu chuyện ngày hôm nay, thương thì đương nhiên là thương, nhưng nó cũng là một cái bài học cho tất cả chúng ta để hiểu rằng là đúng là khi hết yêu thì nên chia tay, đúng là khi không hợp nhau thì nên dừng lại. Chúng ta không xài cuộc đời mình một cách phung phí và đau khổ, nhưng hãy tìm cái cách. Và cái cách đó, cái tiêu chí tối thiểu nhất mà bạn phải lưu ý đó là sự an toàn về mặt thân thể của chính mình. Cảm ơn Tô Nha rất nhiều về câu chuyện ngày hôm nay. Và thưa quý vị khán giả, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình chúng tôi hết rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Và cảm ơn quý vị. Còn đâu phải là có tiền là phải đưa cho bà tất bà giữ đâu. Tôi nói rồi, tiền này là tôi giữ. Bà đừng có càm ràm nữa, đừng có đổi điên với tôi nữa. Tại ông ép tôi đó. Con! Và đôi khi chúng ta biết tiền sẽ cần thiết trong cuộc sống, nhưng không phải là để giải quyết tất cả mọi thứ.